Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 48 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước 30 tháng 4 1975, 30 tháng 4 2023 và quốc tế lao động 1 tháng 5, Công đoàn viên chức tỉnh Long An đã tổ chức giải giao lưu bóng chuyền hơi trong khuôn khổ họp mặt giao lưu trao đổi kinh nghiệm hoạt động công đoàn năm 2023. Tham gia giải bóng chuyền hơi thi đấu nam nữ phối hợp có 4 đội bóng gồm Long An, Cà Mau, Sóc Trăng, Hậu Giang, các đội thi đấu loại trực tiếp. Trong khuôn khổ giải giao hữu, các trận đấu đã diễn ra sôi nổi kịch tính, thể hiện khả năng phối hợp, bản lĩnh thi đấu của các vận động viên, đem lại sự hứng khởi, cổ vũ nhiệt tình, thu hút mọi người có mặt trên sân. Sau một buổi thi đấu, đội bóng chuyền của Công đoàn viên chức tỉnh Sóc Trăng đã thể hiện sự vượt trội và đạt giải nhất sau khi có trận thắng trước Công đoàn viên chức tỉnh Cà Mau ở trận chung kết với tỷ số 2-0. Đơn vị Cà Mau đạt giải nhì. Trong khi đó, đội Công đoàn viên chức tỉnh Long An đạt giải ba. Ngoài giao lưu bóng chuyền hơi, các đồng chí là chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên ban chấp hành, ủy viên ủy ban kiểm tra, chủ tịch công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn viên chức các tỉnh Long An, Cà Mau, Sóc Trăng, Hậu Giang, Tây Ninh và Kiên Giang đã có buổi họp mặt chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay về công tác chăm lo đoàn viên công đoàn, cách tổ chức hiệu quả hội nghị đoàn viên hàng năm, cùng kết quả đạt được và những thuận lợi khó khăn trong hoạt động công đoàn. Cảm xúc của mình rất là vui và cảm thấy mọi người rất là thân thiện. Hoạt động rất là nhiều ý nghĩa, thì bản thân mình cũng học hỏi được rất là nhiều cái điều hay, các mô hình thì về thế có thể là áp dụng vận dụng tại địa phương cho nó ngày càng hiệu quả hơn đối với hoạt động công đoàn, thì góp phần hoàn thiện toàn diện hơn trong giai đoạn mới. Mình là công đoàn viên chức tỉnh Kiên Giang, thì hôm nay là công đoàn viên chức tỉnh Long An tổ chức cái cuộc họp mặt giao lưu. Đây là lần thứ 3 của các tỉnh miền Tây, công đoàn viên chức miền Tây tổ chức. Thì hôm nay đến dự cái cuộc họp mặt do công đoàn viên chức tỉnh Long An tổ chức rất có ý nghĩa. Thứ nhất là tạo cái điều kiện để anh em công đoàn viên chức các tỉnh là giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng công đoàn vững mạnh. Qua những cuộc giao lưu như thế thì anh em học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm trong công tác từ các tỉnh bạn trao đổi với nhau. Về tổ chức hoạt động văn hóa giao lưu cũng tạo điều kiện cho anh em được là tham gia các cái hoạt động văn hóa để giao lưu cùng nhau là trò chuyện rồi vui trao đổi công việc, và đây cũng là cái điều kiện mở rộng để các công đoàn viên chức các tỉnh cho các công đoàn cơ sở cùng đi để mà học hỏi thêm kinh nghiệm và giao lưu rộng rãi ra để các công đoàn cơ sở có nhiều kinh nghiệm hơn trong công tác xây dựng công đoàn. Cũng dịp này, công đoàn viên chức các tỉnh còn giao lưu thi hát karaoke và có chuyến về nguồn ý nghĩa. Theo đó, các đơn vị tham quan công viên tượng đài Long An, Trung Dũng Kiên Cường, Toàn Dân Đánh Giặc, khu du lịch sinh thái Làng Nổi Tân Lập và khu di tích lịch sử căn cứ xứ ủy và ủy ban hành chính kháng chiến Nam Bộ ở xã Nhân Hòa Lập, huyện Tân Thành là một trong ba căn cứ địa quan trọng của cách mạng miền Nam trong 9 năm kháng chiến chống Pháp. Đây là một hoạt động nhằm góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó, chia sẻ chuyên môn nghiệp vụ trong thực thi nhiệm vụ chính trị. Đồng thời cũng là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 1975, 30 tháng 4 2023. Kỷ niệm 137 năm ngày quốc tế lao động 1 tháng 5. Chào mừng Đại hội Công đoàn viên chức các tỉnh tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13, nhiệm kỳ 2023-2028.